Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm chân máy ảnh của nhà sản xuất Beike có tên là Beike System Go Q999H. Và sẽ không để các bạn phải đợi lâu nữa thì mình sẽ thay các bạn trải nghiệm chiếc chân này nhé. Đây là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, được đựng trong một chiếc hộp khá là chắc chắn. Sản phẩm chân của chúng ta thì được đựng trong một chiếc túi màu đen như này với kích thước khá là nhỏ gọn. Phần túi thì rất là chắc chắn và mình nghĩ là sẽ rất thuận tiện nếu như mà các bạn cần phải mang đi xa. Vì điều này thì sẽ hạn chế tối đa những cái va chạm hoặc là rơi vỡ lên cái sản phẩm chân của các bạn. Một chiếc túi màu đen thì trông cũng sẽ sạch sẽ và dễ bảo quản hơn nhiều. Và đây là sản phẩm của chúng ta. Chiếc chân Beike System Go. Điểm qua một vài ưu điểm của chiếc chân Beike này thì ngay khi mà mình mở hộp thì các bạn cũng có thể thấy là kích thước đóng gói của nó khá là nhỏ gọn. Với kích thước chỉ khoảng 43cm được gói gọn trong một chiếc túi thì các bạn dễ dàng mang đi di chuyển theo người hoặc là sử dụng trong các chuyến du lịch hay là những buổi chụp ảnh ngoài trời. Tuy nhiên thì nó vẫn đảm bảo được cái chiều cao tiêu chuẩn khi mà các bạn kéo dài tối đa đó là 158cm. Ưu điểm thứ hai đó là về phần chất liệu. Như các bạn có thể thấy thì toàn bộ chiếc chân của chúng ta thì được làm bằng chất liệu hợp kim nhôm chống rỉ. Vẫn là một chất liệu quen thuộc với tất cả các loại chân máy quay hay là máy ảnh khác, thì với chất liệu này chiếc chân của các bạn sẽ bền hơn, sử dụng lâu dài hơn, thậm chí là hạn chế cái độ bám rỉ hay là độ bám bụi trên chiếc chân. Ưu điểm tiếp theo của chiếc chân này đó là việc sử dụng một đầu pi Panorama QZ03 như thế này thì cho phép các bạn có thể lia máy hoặc là quay chụp một cách đa hướng. Đồng thời thì việc mà sử dụng hai ốc hãm hai bên như thế này giúp cái đầu bi được ổn định hơn và chắc chắn hơn khi mà các bạn phải lắp những chiếc máy ảnh hoặc là máy quay có kích thước lớn. Đặc điểm thứ tư của chiếc chân này đó chính là phần lớp bọt biển được lót khá dày ở hai bên chân thì giúp thấm mồ hôi và hạn chế tối đa sự trơn trượt khi mà các bạn di chuyển chiếc chân này đi một vị trí khác. Bên cạnh đó thì vần khóa được thiết kế theo dạng xoắn ốc giúp các bạn thao tác nhanh hơn, dễ dàng hơn, từ đó thì tiết kiệm tối đa thời gian sử dụng chiếc chân. Thứ sáu đó là sự đa năng của chiếc chân này. Mình có thể tháo một bên chân ra để sử dụng như một chiếc monopod cho máy ảnh. Đặc điểm tiếp theo và cũng là đặc điểm quan trọng nhất của chiếc chân Beike này đó là phần cột trụ trung tâm. Cái phần cột trung tâm này thì mình có thể tháo ra và sử dụng quay 360 độ. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Vì có thể xoay 360 độ như thế này thì sẽ rất phù hợp nếu như mà các bạn phải chụp những bức ảnh cận cảnh, những bức ảnh góc thấp hay là những bức ảnh top shot. Bên cạnh việc mà cái cột trung tâm này có thể xoay được 360 độ thì nó cũng có thể đảo ngược lại để cho các cái bức ảnh top shot hoặc là những bức ảnh macro được chân thực hơn. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây thực sự là một chiếc chân nhỏ gọn, đa năng và mình nghĩ là nó sẽ rất phù hợp với những chuyến du lịch hoặc là những buổi chụp ảnh ngoài trời. Và để tìm hiểu thông tin chi tiết cũng như là đặt hàng sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập website icamera.vn hoặc gọi đến số hotline của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh YouTube Công Nghệ nhé các bạn.